Cô chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào học chương trình trực tuyến với môn âm nhạc lớp 8. Trước khi vào bài, các em cho cô biết ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày gì? Ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Khi nói về cội nguồn các dân tộc Việt Nam, nhân dân ta thường nhắc tới truyền thuyết bà mẹ Âu Cơ sinh ra 100 trứng, nở ra 100 người con. Từ nội dung đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên viết bài Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi, ngợi ca tình đoàn kết của 54 dân tộc trong đại gia đình Việt Nam. Tất cả đang sát vai bên nhau để bảo vệ, xây dựng đất nước hòa bình và phát triển. Và chúng ta bắt đầu bước vào tiết 21 học hát Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi. Cô mời các em tìm hiểu đôi nét về nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930 tại Hải Hưng, là tác giả của những ca khúc quen thuộc như Cơ Bác Trong Ngày Đại Thắng, Chiếc Đèn Ông Sao, Cánh Nén Tuổi Thơ. Năm 2012, ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 4 về văn học nghệ thuật. Chúng ta cùng tìm hiểu bài hát. Bài hát được viết ở nhịp mấy? Nhịp 2-4. Bài hát chia làm mấy đoạn? Bài hát được chia làm hai đoạn. Mỗi đoạn có 4 câu và 1 câu kết. Câu 1 xưa mẹ đến con. Câu 2 50 xuống biển đến lên non. Câu 3 nay chịu đến nước non. Câu 4 là hoa đến một nhà. Câu 5 nổi trống lên đến năm xưa. Câu 6 cùng vỗ tay đến đông đưa. Câu 7 hòa tiếng ca đến ngân vang. Câu 8 trong tình thương đến Việt Nam. Và câu kết tung tung các em hát hai lần. Các ký hiệu âm nhạc trong bài: dấu luyến, dấu nối, dấu chấm vôi, dấu quay lại, dấu nhắc lại, khung thay đổi và dấu coda. Cô mời các em định thanh qua mẫu câu. Cô mời các em hát ngược lại. Cô mời các em cùng nghe qua bài hát. Chúng ta hãy cùng hát từng cặp câu của bài hát. Các em cùng lắng nghe cặp câu thứ nhất. Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, năm mươi xuống biển, năm mươi lên non. Bây giờ các em hãy hát cặp câu thứ nhất. Cô mời các em nghe tiếp cặp câu thứ hai. Để chiều trong con chung tình nương non, là hoa bốn gốc là con một nhà. Cô mời các em hát cặp câu thứ hai.
Chúng ta tiếp tục nghe cặp câu thứ ba. Nồi cháo đen, mời các em hát cặp câu thứ ba. Các em nghe tiếp cặp câu thứ tư. Cô mời các em hát cặp câu thứ tư. Chúng ta tiếp tục nghe cặp câu thứ năm. Cô mời các em hát cặp câu thứ năm. Các em cùng lắng nghe cặp câu thứ sáu. Cô mời các em hát thật to cặp câu thứ sáu. Chúng ta nghe cặp câu cuối cùng. Giờ các em cùng hát cặp câu cuối cùng. Cô mời các em hát cả bài, chúc các em hát thật tốt. Nội dung bài hát là gì nào? Bài hát ca ngợi tình đoàn kết của 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tất cả đang sát vai bên nhau để bảo vệ xây dựng đất nước hòa bình và phát triển. Tiết học của chúng ta tới đây kết thúc. Ở nhà các em chép lời bài hát và tập học thuộc lời bài hát và hát đúng giai điệu và bài hát này còn một hình thức nữa là hát tương đối, hát đuổi. Các em có thể nghe